quân đóng, quân đóng rồi nhà em. Đó bao gồm là khuôn 4.5, khuôn 5.5, khuôn 5.52, 5.56 và 6.35. Khuôn kích cỡ nào nhà em cũng làm được hết các anh em nhé. Đấy, em chỉ cần nhấc máy lên với số điện thoại kia, em chơi cỡ nào em cũng làm cho anh em được. Đấy, đây anh em nhìn này, khuôn thép nhiệt luyện và thấm nitơ anh em nhé. Em nhiệt luyện rồi, em chạy xong lấy thấm nitơ cho anh em. Cho nên là chất lượng thép thì đảm bảo không phải nghĩ cái gì luôn. Đấy, viên kẹo ra thì rất chi là bóng và đẹp. Đấy, em đã đóng rất là nhiều kẹo em vứt ra đây. Đấy, có viên bởi vì em dùng cái tô nó bé, em xử lý một tí đây là hết luôn. Cái viên này nó rất đơn giản nhé, nó mỏng lắm anh em, chỉ cần cho vào cái rổ em sàng qua một vài lần là nó hết viên mà. Đó, hết rồi. Đó, viên kẹo là rất đẹp luôn. Đó, anh em có thể nhìn này, cạnh mỏng, đầu lấm rất đẹp, thắt eo vừa phải. Đó, em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại kia để đặt hàng. Đó, váy rất chi là đều tròn luôn. Khuôn này khuôn là khuôn chất lượng, khuôn đảm bảo cho anh em. Kẹo là kẹo đẹp, kẹo ngọt cho anh em luôn. Đây là khuôn 6.35 một mặt này. Đấy, đây là khuôn 5.5 một mặt này. Đây là khuôn 6.35 hai mặt này. Đây là khuôn 5.56 một mặt này. Đây là khuôn 4.5 này. Đấy, một khuôn này đi theo kèm theo là một mặt đổ liệu, một mặt dẫn hướng và ba chốt anh em nhé. Ba chốt đóng váy này, anh em mình có gì anh em mình thay thế chứ không bán một chốt thôi. Chưa theo một chốt hai chốt. Anh em nào có nhu cầu cái số điện thoại đây liên hệ, nhà em cung cấp đầy đủ về PCP cho toàn thể anh em. Anh em nào có nhu cầu thì cứ nhấc máy lên liên hệ cho em và em sẽ gửi hàng đến cho anh em thôi. Được chưa? Toàn bộ khuôn đã được kiểm tra, em test, em kiểm tra ok thì em mới xuất ra đề gửi cho khách nhé. Và thời gian vừa rồi em bận quá không thời gian để mà làm nhiều video cho anh em về khuôn. Thỉnh thoảng đăng một hai cây củ lên cho anh em tham khảo thôi. Đấy, anh em cứ nhìn và tham khảo cái khuôn, giá này nó giá nó cũng mềm thôi, không đắt đâu. Khuôn của H&M ấy nó 1.000 đô, khuôn em chỉ 1/3 thôi anh em ạ. Em chỉ cần nhấc máy lên liên hệ cho em là được một cái khuôn để về chơi. Vừa chơi anh em vừa có thể làm và bán lại được. Em nào có thể đấy, kinh phí không đủ thì làm cái tô nhỏ như kia thôi. Em đảm bảo làm được nhé. Em làm đi, em làm vẫn làm được mà. Đấy, em vẫn làm được cho anh em đây, kẹo đây em làm bằng cái tô kia. Nó không được nhanh như cái bằng cái tô to rồi. Đấy, nhưng mà đảm bảo là kẹo ra chuẩn, đầu bóng đẹp cho anh em chơi, đảm bảo là làm được nhé. Cái eto thì cũng rất rẻ thôi, không đắt. Đấy, chì nó cũng rất rẻ, anh em có nhu cầu em bán chì và em cũng có thể bán chì dây cho anh em mình luôn. Đấy, em bán chì dây về cho anh em mình làm nhé. Đấy, chì rất chi là mềm luôn nhé, không phải chì cứng đâu, không phải chì cây, chì dây đó, rất chi là mềm luôn. Em về làm chơi không sợ hại khương hại lòng đâu. Được chưa? Rồi, chào toàn thể anh em nhé.